20 phút đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua và cả đôi bên vẫn chưa có một cú sút nào thực sự nguy hiểm đi vào khuôn khổ khung thành của đối phương. Sẽ tiếp tục là một tình huống ném biên mà chúng tôi vẫn nói vui là như ném lao của các cầu thủ Indonesia. U22 Việt Nam đã chịu kết quả tệ sau những tình huống ném biên này và giờ là Thái Lan. Như vậy là một lần nữa cách chơi này của Indonesia đã thành công. Người ghi bàn mở tỷ số đó là tiền đạo số 9 Sanata. Vẫn với bài cũ, vẫn với cách chơi quen thuộc. Nhưng một lần nữa các cầu thủ Indonesia đã thành công. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị rất kỹ cho những pha ném biên như thế này. Người đưa bóng vào là Santosa. Cú đánh đầu của Sanata đã đập người một. Pha bóng nguy hiểm. Thủ thành Sopowit đã lên quá cao. Và cú đúp dành cho Sanata. Thật không thể tưởng tượng được. Ở trong một tình huống tưởng chừng không huống tấn công dồn dập của U22 Indonesia, nhưng khi cần bàn thắng thì chính anh sẽ là người quyết định. Cho voi chiến. Tiếp tục là một treo của Chanarong. Đánh đầu. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống 1-2. Cuối cùng thì sau hàng loạt những pha không chiến thì các cầu thủ Thái Lan đã có được điều mình cần. Bây giờ là phút thứ 65, tỷ số là 1-2 và các cầu thủ Thái Lan vẫn có thể mơ về một kết quả tốt ở trận này. Anan, người được tung vào sân ngay đầu hiệp 2 đã ghi bàn. Indonesia và ban huấn luyện của họ vừa ăn mừng hụt. Yosakon! Yosakon! Hai đều cho U22 Thái Lan! Thật không thể tin được! Thật không thể tin được! Chúng tôi đã nói về Yosakon, về sự lạnh lùng và sát thủ của số 9 bên phía U22 Thái Lan. Ở những giây cuối cùng này thì anh đã một lần nữa chứng minh điều đó. Ban huấn luyện của U22 Indonesia đã lao ra để phản đối các quyết định của trọng tài. Chúng ta có thể thấy là trọng tài Kasim đã mắc lỗi trong hiệu lệnh còi của mình. Một tình huống mà ông cho các cầu thủ U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt, nhưng sau đó lại thổi như thể là trận đấu đã kết thúc. Và đây Yosakon, một cầu thủ có những pha xử lý bóng nhìn rất vụng về, nhưng như chúng tôi đã nói, mỗi lần Yosakon dứt điểm thì hãy cẩn thận, bởi đó gần như đều là những bàn thắng. Yosakon đã không cầu thả như Purachet. Indonesia pha lốp bóng điệu nghệ. Và như vậy là lưới của Thái Lan một lần nữa lại rung lên. Người ghi bàn đó là Johari. Ngay ở phút 90+1. Một lần nữa thì các cầu thủ đôi bên lại lao vào nhau và đã có xô xát. Ban huấn luyện của cả hai bên vẫn chưa ngừng lao vào nhau. Cảnh sát đã phải lao vào. Và vừa rồi là một pha mà số 4 bên phía Indonesia Ristana và thủ thành Sopowit của Thái Lan đã đánh nhau. Trận đấu đang cực kỳ hỗn loạn. Một thành viên ban huấn luyện của Indonesia đã chảy máu mồm và phải nhờ những người cộng sự dìu ra sân. Một trận chung kết có thể nói là được ghi trong lịch sử của SEA Games từ những pha thổi còi ngớ ngẩn và nghiệp dư bậc nhất trong lịch sử bóng đá của trọng tài Kasim người Oman cho đến những pha hỗn chiến. Chúng tôi không muốn dùng từ ống. Một pha dứt điểm có thể nói hơn 7 phút ở trong hiệp phụ thứ nhất. Còn hiệp 2 này thì sao? Đây là Faja, người đã bị đau ở tình huống trước đó. Rất đơn giản. Suýt chút nữa thì đã là bàn thắng thứ 5 cho cầu thủ Indonesia. Beckham! Dấu chấm hết. Dấu chấm hết cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Lần này thì ông Indra Safri có thể khóc.